Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vũ Nga TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ món hoa chuối nộm. Hoa chuối nộm là một món ăn được người Việt Nam rất ưa chuộng, được kết hợp từ các nguyên liệu và gia vị có vị chua, vị ngọt, vị cay, vị bùi nên đã tạo lên một món ăn rất là ngon. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị là gồm có một cái hoa chuối hột này, và ở đây thì mình sử dụng thịt nạc để nấm lộm nhé, và 200 g đỗ nạc và rau thơm. Đầu tiên thì mình sẽ rửa qua thịt để cho thịt còn nguội. Và bác thịt lên bếp để luộc nhé. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái xoong và lấy nước có đun sôi để nguội để ngâm hoa chuối cho hoa chuối chát thơm nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một quả chanh, vắt lấy nước và mình sẽ bỏ hột ra để khỏi đắng nhé, và cho thêm một thìa cà phê muối này. Và mình sẽ quấy đều để muối được tan. Giờ thì mình sẽ bóc phần bẹ già của hoa chuối, mình nên lấy phần lõi non ở bên trong nhé, để cho hoa chuối khỏi chát. Hoa chuối ở đây thì các bạn cố gắng xái thật mỏng. Ở đây mình sử dụng hoa chuối hột nên là khi xái ra thì hoa rất là trắng. Các bạn không mua được hoa chuối hột thì có thể dùng hoa chuối tây cũng được. Thịt đã chín và mình vớt thịt ra. Tiếp theo thì chảo đã nóng và mình cho nạc vào rang. Và khi mình rang thì mình cố gắng đảo đều tay để nạc không bị cháy. Và để nhận biết nạc đã chín hay chưa thì để ý kỹ nhân nạc đã chuyển sang màu vàng thì thấy là nạc của mình đã chín. Và ở đây thì nạc của mình đã chín. Và tiếp theo thì mình sẽ cho nạc vào để ổ. Ổ có tác dụng là dễ bóc vỏ và độ giòn sẽ cao hơn. Hoa chuối mình đã ngâm được 20 phút và bây giờ thì mình sẽ cố gắng vắt sạch nước. Giờ thì mình sẽ tách vỏ khỏi viên nạc nhé. Và đem nạc sảy sạch vỏ.
Rồi thì mình sẽ đi pha nước chấm để làm nộm nhá. Gừng với tỏi ở đây thì mình sẽ đập dập ra và thái nhỏ. Ớt thì mình cũng thái nhỏ, nếu các bạn ăn cay hơn thì các bạn có thể cho thêm ớt nhé. Mình cho 2 thìa đường này và 1 thìa rưỡi nước mắm này. Và 2 thìa nước lọc. Mình quấy để đường được tan nhé. Đường đã tan thì tiếp theo thì mình sẽ cho chanh, 1 quả chanh này. Và mình sẽ bỏ hột đi để món nộm khỏi bị đắng này. Thịt ở đây thì mình sẽ thái mỏng và thái chỉ để cho món nộm được đẹp mắt. Giờ thì mình cho nước pha làm nộm vào nhé. Tiếp theo thì mình cho thêm 1 thìa cà phê nhỏ bột canh. Và mình đảo đều để tầm 20 phút cho các gia vị ngấm. Sau đó là mình sẽ cho rau thơm và đỗ nạc vào sau. Hoa chuối ở đây thì mình đảo nhẹ tay, mình không bóc kỹ. Bóc kỹ thì hoa chuối sẽ không còn độ giòn. Rau thơm thì mình sẽ thái cắt khúc nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho nhân đỗ nạc vào để giã dập. Đỗ nạc ở đây thì mình giã dập nhưng mình không giã nát. Giã nát thì nó sẽ không còn độ giòn và bồi nữa mọi người ạ. Hoa chuối đã được 20 phút và tiếp theo thì mình cho nhân đỗ nạc và các rau thơm vào. Mình đảo đều nhé. Các bạn nhìn nó nộm rất là hấp dẫn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Vậy là món nộm hoa chuối của mình đã hoàn thành và bây giờ mình cho ra đĩa để thưởng thức. Nhìn đĩa nộm hoa chuối rất là trắng và bắt mắt. Rất là ngon mọi người ạ. Hoa chuối hột được kết hợp với vị bùi của nạc và vị ngọt, vị chua, vị cay của các gia vị hòa quyện cùng với rau thơm nên rất là ngon.